Rồi xin chào các bạn nha. Hôm nay để mình quay cho các bạn xem cây xe kéo nó bị mắc lầy này các bạn. Lại nó giải cứu cái cây máy cắt này. Còn anh em thì ngồi trên bờ này. Máy cắt này bị mắc lầy rồi, nó giải cứu bây giờ đó là bị mắc lầy rồi. Cây 105 bắt đầu là kéo nó lên nha. Kéo nó lên vừa hai cây nó dồn một lại nó kéo cây máy cắt 70 này lên nha. Rồi bắt đầu kéo lên các bạn. Trời ơi, tới công chuyện thì lại coi cái bánh cho nó quay cái nè. Nó quậy một cái vùng ở đây như là con trâu nằm vùng luôn các bạn. Rồi nó kéo lên hết được luôn rồi. Bị cái gì luôn rồi, mình không có lội qua đó được nha. Rồi được kéo lên luôn các bạn. Bây giờ cái máy này nó ve trở lại nha. Về trở lại đây cột xích, giờ nó kéo chuyện luôn các bạn. Nó kéo chuyện luôn rồi nha. Giờ nó cột cái xích vô nè các bạn. Kéo chuyền nha, kéo xe này xe 100 thì kéo chiếc máy kéo, còn thằng máy kéo thì kéo chiếc 70. Rồi các bạn, bây giờ là chiếc này nó kéo nha, nó kéo kéo chuyền nha. Trời ơi, tới công chuyện rồi. Không nổi luôn. Học nổi rồi các bạn. Trời ơi, giật. Chừng nào lên thì mình nói lên nha. Mời các bạn hãy chăm xem nè. Lên. Rồi, thấy nhóng lên nè các bạn, thấy nhóng lên đó. Trời ơi, tới công chuyện. Chiếc giữa thì khói luôn kìa. Chiếc giữa thì khói luôn rồi. Thịt khói đen. Rồi, tắt máy mới làm gì đây? Rồi, cây xe kéo nó bị mắc lầy rồi các bạn. Xe kéo bị mắc lầy rồi. Cuốn dây thảy vô lên trên xe luôn. Đây
xe kéo bị mắc lại luôn rồi. Không nổi luôn các bạn. Mắc còn hồi là dính lại chiếc máy cắt luôn, mấy cái máy cắt 100 luôn giờ. Rồi máy cắt chạy đi rồi, để hồi thôi là nó kéo hồi nó dưới mắt lầy đó luôn nè. Bắt đầu nó ve lại, nó cái nào nó kéo sẽ đứt xề qua bên nha. Rồi bắt đầu nó lôi chiếc máy kéo lên nha. Rồi tới luôn chuyện này, máy 105 lôi cũng nổi luôn nè. Dạ tới công chuyện thiệt lên lên. Trời ơi, muốn lên nó cũng hơi khó ha. Ghê chưa? Đẩy phụ luôn á gì kìa. Trời ơi. Trời ơi, có kìa, có kìa, có kìa. Khủng khiếp không? Lôi rồi, lôi đi vô vô trong bờ trong luôn á gì vậy. Máy này máy nhờ ta nhờ máy này, nhờ máy này nhờ máy kia các bạn, chứ không phải máy nhà. Bởi vì nó hơi ta hối. Cái máy kéo này nó muốn bị mắc lầy không các bạn. Lên không nổi, nó tuôn bánh không à. Đây. Đây, vậy chủ ruộng nóng máy nóng mũi hay gì đi ra các bạn, lội ra nè. À, còn chiếc cây 100 thì chạy đi luôn hay gì. Còn hai anh này thì lôi con dây lại. Chị gái này không có sợ máy cắt hay sao mà.
rồi xe máy 100 này nó đi hết là nó quậy nó về trở lại nha. Đây nó về trở lại nè, nó về trở lại mình ơi, nó giật nè. Thôi trời ơi, vượt lên vượt tới vượt luôn hồi là dính trưởng nữa. Bây giờ nè cái chỗ cho đó nó y gan như con trâu nằm vùng rồi. Rồi giờ cây 100 nó che lại, nó kéo mình lên nó luôn các bạn. Nó kéo mình lên nó luôn ha. Nè. Bây giờ mấy anh cột dây xích vô để kéo mình lên nó. Còn cái chiếc xe mấy chiếc xe kéo thì bỏ nó qua bên nè, không còn tính với nó nữa. Còn anh tài công nè, ở đây thì sửa sạn máy móc thì ra nãy con nó lúng rồi các bạn, dính này dính trưởng rồi nè. Nếu giật thì có thể lên nha. Đây lên nóc nhà bắt con gà lên. Lên nè các bạn. Đẩy phụ luôn rồi. Lên cái nữa, ừ lên nè các bạn. Trời ơi đẩy phụ luôn kìa. Giờ chưa cái nữa. Trời ơi quá khủng rồi các bạn. Rồi lên luôn anh em ơi, quá hay. Cái nữa luôn, cái nữa, kéo cái nữa luôn, kéo lên luôn. Ừ trời ơi như con trâu nằm vùng ở đây nè các bạn, coi nè nhìn nè khủng khiếp không. Một cái đìa, cái này chứ thẳng thành một cái đìa luôn rồi. Chủ đất có nào nóng mũi chạy gà nè các bạn. Rồi giờ là nó chiếc 100 là chạy qua ga lẫn cắt nha các bạn. Anh này, anh tài công, anh tài xế này nè, anh cũng là thủ hồn nha. Rồi giờ cây máy 100 chạy qua hướng này nha. Còn cây này thì chạy qua hướng này đây nè các bạn. Rồi nó bị gì luôn á, sút dây rồi. Nó sút dây trong đây nè các bạn. Đây nè, cọng dây go này nè, đâu đây nè. Đó, nó đâu đây nè, sút cọng dây này nè. Rồi ơi, coi kìa. Ê. Trời ơi, ghê chưa?
rồi chạy đi vô chỗ ấy là cắt tiếp tục để các bạn. Cây máy 100 này thì nó chạy nó cắt nó cũng sải như con ngựa vậy các bạn. Lúng rồi lên, lúng rồi không lúng rồi chỗ tùm lum la trơn á. Rồi, cây 70 này nó chạy chạy vô luôn các bạn. Nó bị cái gì nó chạy vô luôn rồi. Và chủ ruộng thì cũng lội vô luôn nha. Con máy này giờ nó cắt còn có một chút này nữa là xong rồi đó các bạn. Xin kết thúc video các bạn ơi, hẹn các bạn yêu thích xem ha. Anh chị nào có yêu thích kênh của em cho em một like và đăng ký gì em để có cái động lực làm những video tiếp theo ha.